Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục cái chủ đề về chăn nuôi. Thì mình tiếp tục chia sẻ một số cái clip về đóng chuồng gà các bạn nhé, để chúng ta nuôi gà trong gia đình nhé. Để chúng ta nuôi để lấy thịt hoặc là các bạn nuôi lấy trứng. Đấy, chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu của gia đình thôi. Đó thì thời gian vừa qua thì mình cũng có tranh thủ đóng được cái chuồng gà bằng gỗ các bạn nhé. Thì cũng nói chung thì sau khi đóng xong thì mình có thêm một số cái thông tin và mình chia sẻ lại các bạn, đặc biệt là dành cho các bạn đang có nhu cầu về làm chuồng gà đấy, hoặc là đóng chuồng gà lần đầu để các bạn nuôi gà nhé, các bạn lấy thịt hoặc là các bạn lấy trứng để ăn ở trong gia đình đó, hoặc là các bạn có thể nuôi kinh doanh. Thì đầu tiên là để đóng chuồng gà thì chia sẻ các bạn là chúng ta cần có một số cái dụng cụ như sau. Đó, đầu tiên là các bạn phải có một cái cưa này đấy, cái cưa để các bạn cưa cái gỗ nhá. Và cái gỗ đây thì chia sẻ các bạn là cái gỗ tạp các bạn nhé, cái gỗ mà người ta bỏ đi đó. Đấy. Cái thứ hai là cái búa này để chúng ta đóng đinh này, đóng đinh vô gỗ nhé. Thứ ba là các bạn dùng kìm này, trong một số trường hợp là các bạn phải nhổ đinh hoặc là các bạn liên quan đến cái đinh thì các bạn phải dùng cái kìm các bạn nhổ, hoặc trong một số trường hợp nhé. Đấy. Chúng ta phải dùng kìm. Đấy. Và thứ tư là các bạn phải có đinh. Đó, các bạn đóng đóng bằng gỗ mà thì chúng ta phải có đinh để các bạn đóng nhé. Đấy, bởi vì đinh rất là rẻ các bạn ạ. Đinh rất là rẻ so với cái việc là các bạn dùng đinh vít các bạn bắn, thì các bạn phải mua đinh vít này, các bạn phải mua máy, phải có máy để các bạn bắn nhé. Đó, thì nó tốn tiền. Đó, đinh thì rất là rẻ, các bạn chỉ cần mua một ít đinh. Đinh thì các bạn có thể là dùng đinh 3 này, đinh 4, đinh 5 gì đó, nói chung thì mình nhớ không rõ lắm, nhưng thường thường là từ đinh 3 trở lên nhé. Đấy, còn đinh đinh nhỏ hơn, ví dụ đinh mén chẳng hạn thì nó nhỏ quá rất là khó đóng. Đó, thì thường thường đinh 3 rồi đinh 5 đó là phù hợp, đinh 3, đinh 4, đinh 5 gì đó. Đó thì ở đây các bạn nhé. Đấy, còn những cái mà ví dụ như kim này đấy, rồi là búa này, hoặc là cái cưa này mà không có thì các bạn có thể mượn cũng được. Đấy, mượn hàng xóm hay là các bạn mượn bạn bè, đấy, người thân, đấy, ai có thì chúng ta có thể mượn được nếu như các bạn là không có nha, nếu các bạn mượn được. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể mua cái cưa cầm tay ấy. Đấy, có cái cưa cầm tay mà chỉ có một tay cầm thế này, đấy, giống như cái búa các bạn này, đấy, các bạn cưa như thế này luôn. Còn cái cưa này thường thường là người ta dùng cho cưa gỗ đây, đấy, cũng rất là sắc các bạn nhé. Cái này mình cưa rất là sắc luôn, cái lưỡi này càng càng nhỏ và càng mỏng thì nó sẽ sắc. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm một số cái dụng cụ khác, ví dụ như là dao để các bạn chặt chẳng hạn. Đó, thì đó là bốn cái dụng cụ cơ bản nhất để khi các bạn đóng chuồng gà nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ ra vườn đấy, và quay lại cho các bạn xem cái chuồng gà của mình đã đóng. Nói chung thì mình đóng cũng lâu rồi, khoảng hơn 5 tháng rồi. Đó, thì ngày hôm qua là mình đã làm clip quay cái chuồng gà để lên rồi đấy, nhưng mà thì hôm nay là mình muốn chia sẻ chi tiết hơn các bạn một chút nữa về một số dụng cụ cũng như là cái chuồng gà thì chúng ta sẽ đặt ở đâu đó, và chúng ta sẽ đóng cái cụ thể nó như thế nào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra sau vườn các bạn nhé. À, lúc này là mình đang quay cho các bạn vào khoảng 4 giờ chiều các bạn nhé. À, trời đang có tình trạng có cái biểu hiện là sắp mưa các bạn ạ. Đấy, thì đây mình cũng ra vườn thành phố chia sẻ các bạn nhé. Rồi, đây là cái chuồng gà mình đóng rồi các bạn này, đóng từ gỗ tạp nhé.
Chỗ này là cái chuồng các bạn này, cái cửa chuồng nhá, cửa chuồng để mình bỏ gà vào đây này. Đó, cái này chúng ta đóng thì chúng ta phải trường cái ô đây này. Đấy, cái này các bạn dùng những cái thanh gỗ đây nhá, các bạn đóng một thanh ngang rồi một thanh đứng ở dưới này, thanh ngang nằm dưới này. Đấy, các bạn cột cái lưới mắt cáo vào đây. Đó, lưới mắt cáo này họ bán ở các cái cửa hàng sắt rất là nhiều nhá. Đấy, các bạn ra địa phương của các bạn, mua về, các bạn dùng kéo hoặc là dùng kìm, các bạn cắt những cái lưới này ra, các bạn làm cái cửa nhá. Đó, rồi ở đây thì chúng ta đóng một cái đinh ở đây các bạn này. Đấy, và có một cái mẫu cái dây thép đó các bạn nhá, dây thép mềm các bạn cột vào đây này. Rồi chúng ta tạo một cái mẫu ở đây. Đấy, cái gờ đây để chúng ta móc vào đây này. Đó, rất là chắc chắn nhá. Đấy, thì cũng như trong clip trước thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Đó, cái gỗ tạp này thì các bạn có thể ra các cái khu vực mà người ta làm đồ mộc các bạn nhé, những cửa hàng xưởng mộc ấy. Đó, thì họ bỏ ra rất là nhiều bởi vì họ chỉ lấy những cái gỗ đẹp đấy, và chất lượng tốt để họ đóng bàn ghế hoặc là giường tủ thôi. Còn những cái thanh gỗ mà nó không được đẹp hoặc là nó không được vuông vức ấy, đấy, nó nhỏ thì họ hay bỏ ra. Đó, thì các bạn có thể đến các bạn mua về nhé. Còn những cửa hàng nào mà lớn ấy, đó, ví dụ như là cái xưởng mộc nào nó lớn thì các bạn xin cũng được, các bạn xin một số thì có thể họ cho đấy, nhưng mà đa phần là họ bán rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, ở địa phương mình thì họ bán tương đối là rẻ. Và cái này thì mình theo mình được biết thì những cái nhà mà họ nấu rượu bán các bạn, nấu rượu để bán ấy, thì họ kinh doanh rượu thì họ hay mua những cái này, cái gỗ tạp này về đó, để họ nấu rượu nhá. Đấy, nhưng mà khi các bạn mua cái gỗ tạp này về thì các bạn chọn những cái thanh nào chắc chắn một chút nhá. Đấy, chắc chắn nó dày một chút đó, không được mỏng quá và yếu. Đấy, và nó đều đó, không đầu to đầu nhỏ. Đó, đầu mà đầu lớn đầu nhỏ về rất là khó đóng. Đó, các bạn chọn những cái thanh nào giống như của mình như này. Đó, cái thanh đều như thế này. Đó, thun dài như thế này, này. Đó, không quá mỏng. Đó, không quá dày. Đó, quá mỏng thì nó yếu quá, và quá dày thì về các bạn đóng khó. Và thứ hai là các bạn cưa rất là lâu. Đấy, các bạn cưa những cái khúc dày rất là lâu nhá. Đấy, thì tốt nhất là các bạn chọn những cái thanh như vậy. Rồi thì khi các bạn đóng chuồng thì các bạn có thể sử dụng 4 chân nhé. Đấy, 4 chân, ví dụ như ở phía mặt bên này 2 chân này, mặt trước 1 chân, mặt sau bên kia 1 chân nữa là 2 chân. Đó, và phía bên này cũng vậy, mặt trước này 1 chân, phía bên kia 1 chân là 4 chân. Đấy, các bạn dừng theo cái hình hộp chữ nhật ấy. Đó. Đấy, nếu như bạn nào muốn chắc chắn hơn nữa thì các bạn dùng 6 chân. Đấy, có nghĩa là ở giữa này các bạn đóng thêm 1 chân này này. Giống như mình ở đây. Rồi đứng sau kia các bạn dùng 1 chân nữa. Đó. Thì trường hợp mà cái chuồng gà mà nó dài quá, ví dụ các bạn đóng từ 1m2 trở lên, từ 1m2 đến 1m5 thì các bạn nên để 1-2 chân ở giữa này nữa. Đó. Còn nếu các bạn đóng chuồng gà mà chiều dài chỉ tầm khoảng 1m thôi thì theo mình là các bạn chỉ cần dùng 4 chân thôi, 2 chân ở mép bên kia và 2 chân ở mép bên này, đó là 4 chân là vừa. Đó. Còn chiều cao thì các bạn chỉ để khoảng tầm từ 70 cho đến 80. Đó. Của mình ở đây thì chiều cao từ trên này xuống dưới này khoảng 80 nhá. Chiều cao của cái chân này 80. Còn chiều dài của cái chuồng này khoảng tầm 1m2 các bạn ạ, 1m2 nhá. Đây, mình cũng đã đo sẵn 1m2. Đấy. Rồi, sau khi các bạn cưa 6 cái chân chẳng hạn, đây mình dùng 6 chân. 6 chân thì các bạn sẽ giữ cố định 6 cái chân đó lại bằng các cái thanh nẹp xung quanh này. Đấy, những thanh nẹp đặt song song với nhau, thanh này, đó, thanh này. Đó, các bạn có nhiều gỗ thì các bạn sẽ đóng dày hơn, còn nếu mà các bạn ít gỗ ấy thì các bạn sẽ đóng thưa hơn. Đó, thì bên mặt đây là mặt trước này nhá, mặt trước rồi mặt hai bên các bạn này. Ở bên này đấy, mặt bên này cũng vậy, mình cũng dùng cả cái thanh gỗ này mình cố định cả cái chân lại. Đó, cố định chân bên này với chân bên này thì chúng ta sẽ cố định bằng cái thanh này nhá. Đó. Đấy, các bạn chỉ cần dùng từ đinh 3 trở lên nhé, đinh 3, đinh 4, đinh 5 trở lên là các bạn sẽ đóng được. Rồi, mặt sau bên này cũng các bạn cũng đóng tương tự như vậy luôn. Các thanh nẹp ở đây.
Rồi phía cái mặt dưới dưới này, nếu các bạn thân gà các bạn nhốt gà thì các bạn sẽ có thể đóng các cái thanh gỗ đây nó dày hơn nhé, dày hơn để các bạn đóng dày lại để khỏi gà nó bay ra, hoặc là các bạn dùng các cái lưới mắt cáo đây này, các lưới mắt cáo này cũng được, các bạn phủ ra phía ngoài đó, phủ mặt này này, mặt sau này luôn để các bạn kéo mất dày luôn đó. Thì các cái lưới mắt cáo này chúng ta sẽ cố định bằng các cái đinh các bạn nhé. Đấy, đinh các bạn đóng vào đây các bạn, các cái đinh 3 hoặc là đinh 4 này đây các bạn đóng vào, các bạn úp xuống này nó giữ lại đây đó. Cái lưới này thì người ta bán ở các cái cửa hàng đồ sắt nhiều các bạn nhé, cũng như là đinh cũng vậy, các bạn ra cửa hàng đồ sắt các bạn bán đó, thì nó giữ rất là chắc chắn và mình thấy là cái lưới này dùng cũng rất là lâu đó. Rồi phía trên này thì các bạn có thể là dùng tôn nhé để các bạn che che nắng che mưa cho gà ở phía trên này. Thì ít ngày nữa thì mình sẽ lợp tôn lên nhé. Đấy, và sau khi lợp tôn lên xong rồi thì mình sẽ ra mình làm clip và tiếp tục quay lại các bạn về cái chuồng gà này nhé, cho nó đầy đủ hơn đó, để mình che nắng che mưa cho gà, gà nó ngủ ở dưới này. Đấy, tất nhiên là cái chuồng này thì nếu như các bạn mà để ở trong nhà ấy thì chúng ta không cần lợp tôn ở phía trên nhá, không cần che nắng che mưa, nhưng mà nếu các bạn để ngoài trời thì chúng ta cần lợp một cái tấm tôn ở trên này. Đấy, để chúng ta che nắng che mưa cho gà nó nằm ở phía trong này nhá. À, giống như mình ở đây thì mình đem ra ngoài vườn mình để dưới đất luôn các bạn nhá, để dưới đất như thế này luôn. Rồi thì bây giờ trời cũng sắp mưa rồi các bạn nhé. Đấy thì mình cũng xin dừng clip tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được một số thông tin để các bạn tham khảo về cái chuồng gà nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.